áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức. Mời các em đến với phần sách học sinh tiếng Việt lớp 3, tập 1, bài 4, lần đầu ra biển. À, biển đây rồi, thích quá. Thắng reo toáng lên, vượt qua bố và anh Thái chạy ao ra bãi cát. Từ tuổi bé đến giờ, Thắng đã được thấy biển bao giờ đâu. Cậu đứng ngây ra nhìn biển. Ôi, biển rộng quá, xanh quá, chẳng nhìn thấy bờ bên kia đâu. Thắng đi xuống gần mép nước. Ồ, có con gì bé tẹo đang chạy trên cát. Thắng rón rén đến gần, nhưng vụt một cái, nó biến ngay vào hang. Cậu có biết con gì đấy không? Thắng giật mình lên nhìn, thấy một bạn trai đang đứng cười. Thắng cũng cười làm quen. Con gì mà chạy nhanh thế nhỉ? Con còng gió, cậu không biết sao? Không, bây giờ tớ mới được ra biển. Thế tên cậu là gì? Tớ là Hải. Còn tên cậu? Tớ là Thắng, nhà tớ ở Hà Nội. Nghỉ hè, tớ được bố cho vào Quy Nhơn thăm bác tớ. Ở Hà Nội không có biển à? Thắng cười, Hà Nội chỉ có Hồ Gươm, Hồ Tây, sông Hồng thôi. Hồ Tây rộng lắm, nhưng không rộng bằng biển thế này. Hải dẫn Thắng đi dọc bờ biển, chỉ cho bạn mũi én, gành ráng. Lúc tạm biệt, hai đứa hẹn chiều mai lại gặp nhau. Theo Nguyễn Văn Chương, như vậy cô vừa kết thúc bài 4, lần đầu ra biển. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.